có duyên biết mệnh, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, tránh quả đắc lộc, tiền vàng ùn ùn kéo đến, giàu hơn trúng số, đúng từ nay tới Tết Nguyên Đán 2025 âm lịch. Kính chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị sức khỏe dồi dào, gặp nhiều may mắn, bình an và hạnh phúc. Quý vị anh chị thân mến, người ta nói sức khỏe là một hình thái khác của sự giàu sang. Nó bao gồm cả sức khỏe về thể chất vật lý cho đến sức khỏe của tâm trí, có sự bình yên trong thế giới tinh thần. Anh chị Ất Tỵ 1965 mà, tự soi gương lại một xíu đi, có nhận ra bản thân mình không? Cái người hay nói hay cười, tự tin vào khả năng, hân hoan với cuộc đời, đâu rồi, anh chị không thương mình thì ai sẽ thương mình đây? Suốt từ 2018 đến giờ là 6 năm, Ất Tỵ chạy theo cuộc đời hoặc để dòng đời cuốn đi không điểm ngừng. Nếu cứ mãi vậy, sức khỏe thể chất của Ất Tỵ, sức khỏe tinh thần của Ất Tỵ sẽ không thể gồng gánh được đâu, vì tất cả đã chạm điểm giới hạn rồi. Nên trước khi lo cho ai đó hoặc thương cho ai đó, Ất Tỵ có thể thương lấy bóng hình xa lạ đang khắc quải trong gương được không? Xem tử vi cho tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, con giáp có thể đã liên tiếp gặp các hạn gây ra, đen đủi đủ phần, nhưng bước từ nay đến Tết Nguyên Đán 2025 âm lịch. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 bất ngờ được ơn trên thương xót, thần tài và quý nhân chỉ đường dẫn lối, làm đâu trúng đấy, tiền bạc cứ ào ào chảy về nhà chất đầy két. Giàu sang phú quý bủa vây, nếu nắm bắt cơ hội tốt lần này, thì sự giàu sang sung túc sẽ bền vững cho tới tận cuối đời. Vậy chi tiết vận trình công danh, sự nghiệp của người Ất Tỵ sinh năm 1965, từ nay đến Tết Nguyên Đán 2025 sẽ ra sao? Con giáp này sẽ gặp được những may mắn nào trên con đường công danh sự nghiệp và làm cách nào để trong những ngày này, người tuổi Ất Tỵ 1965 có thể đón lành tránh dữ, gặp nhiều may mắn, bình an đón lộc vào nhà? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được ban biên tập chương trình kênh Minh Đường Tử Vi giải đáp chi tiết trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Nghe kỹ mệnh trời, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 tránh quả đắc lộc, tiền vàng ùn ùn kéo đến, giàu hơn trúng số từ nay đến Tết Nguyên Đán 2025 âm lịch. Tổng quan tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Người sinh năm 1965 là tuổi rắn. Trong các loài động vật, rắn thường được cho là lạnh lùng, thâm hiểm, lại mang trong mình chất độc chết người. Đa phần mọi người nghe thấy rắn hay nhìn thấy rắn đều e sợ, né tránh chúng. Người sinh năm rắn thường có tỏ ra lạnh lùng vô cảm, song kỳ thực lại là những người có nội tâm nóng bỏng, nhiệt tình. Họ làm việc luôn có kế hoạch rõ ràng, có mục tiêu cụ thể, từng bước thực hiện kế hoạch để đạt được mục tiêu đã định. Đây là người có khí chất, đoan trang nho nhã, có thể theo nghiệp văn, cũng có thể theo nghiệp võ. Có điều họ hay quản việc người khác, hay lo chuyện bao đồng, coi đó là việc của mình mà lo lắng nên đôi khi rước phiền phức về mình. Người sinh vào mùa xuân, mùa hạ có ý chí kiên định hơn người, dùng ý chí để gây dựng cơ nghiệp. Người sinh vào mùa thu, mùa đông thì có ý thức tự lực cánh sinh, là người độc lập, không dựa vào ai, tay trắng làm nên sự nghiệp. Người sinh vào ban ngày thì chịu khá nhiều vất vả, người sinh vào ban đêm thì được hưởng phúc vinh hoa. Người sinh vào tháng năm cuộc đời trải qua nhiều gian nan, khốn khó. Người tuổi Tỵ sinh năm 1965 có đầu óc tư duy, luôn suy tính kỹ càng cẩn mật. Một khi đã quyết định điều gì, họ sẽ không thay đổi, không dao động mà luôn kiên định tiến tới mục tiêu đã chọn. Họ luôn tỏ vẻ vô cảm, không quan tâm đến bất cứ điều gì nhưng kỳ thực nội tâm lại dậy sóng, có tính nghi ngờ rất lớn. Người này thông minh tài trí, cũng có khiếu thẩm mỹ tốt, có thể trở thành thiên tài về nghệ thuật. Nam mạng tuổi Ất Tỵ có cuộc đời gặp nhiều may mắn, tuy được sống được đầy đủ nhưng hay gặp nhiều lo lắng. Tuy nhiên cuộc sống tuổi nhỏ cũng có ít nhiều sóng gió, về thời hậu vận mới được hưởng an nhàn. Nữ mạng tuổi Ất Tỵ có cuộc đời gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, bạn ít gặp sự xui xẻo trong suốt cuộc đời. Nữ giới tuổi Ất Tỵ có tuổi thọ trung bình từ 69 đến 75 tuổi là mức tối đa. Nếu làm ác sẽ bị giảm tuổi thọ, còn làm được nhiều việc phúc đức thì sẽ gia tăng tuổi thọ. Ất Tỵ sinh năm 1965, mệnh phúc đăng quả, lửa đèn nhỏ, khắc xoa xuyến kim, con nhà xích đế, tận khổ, xương con rắn, tướng tinh con trâu, cuộc đời được ông quan đế độ mạng.
Ất Tỵ mạng quả số này, cung đoài lửa cháy sáng ngời tỏa đăng, thu đông lỗi số khó khăn, hai mùa khắc nghịch có ăn lo hoài, xuân hạ mà đặng sanh thai. Kẻ hầu người hạ có bồi bếp sai, số này tuổi nhỏ gian nan, trở về lớn tuổi có phần an thân, số người cách trở lương duyên, bằng không thì cũng vợ trong vợ ngoài. Số mạng phúc lớn nhờ trời, khỏi bị chết hụt cũng thời cầm gian, phải nên phước đức tu tâm, Phật trời hộ độ mới an gia đình. Cuộc sống, tuổi Ất Tỵ cuộc đời có nhiều may mắn, tuy sống được đầy đủ nhưng hay lo lắng. Tuy nhiên tuổi nhỏ cũng có ít nhiều sóng gió, về hậu vận mới được hưởng an nhàn. Tóm lại, tuổi Ất Tỵ có nhiều may mắn trong cuộc đời. Tuổi Ất Tỵ sống trung bình từ 62 đến 68 tuổi, nếu làm phúc đức thì sống được thêm 5 năm nữa. Ăn ở hiền lành thì sẽ gia tăng thêm niên kỷ, ăn ở gian ác thì sẽ bị giảm kỷ, đó là luật của tạo hóa. Tình duyên, về đề tình duyên cũng có nhiều may mắn, có thành công nhiều hơn là thất bại, không có vấn đề lo nghĩ hay thay đổi về tình duyên. Nhưng nếu bạn sinh vào những tháng 1, 2 và 3 âm lịch, và nếu sinh vào những tháng này thì cuộc đời có hai lần thay đổi tình duyên, đó là sinh vào những tháng 4, 6, 7, 8, 10 và 11 âm lịch. Nếu sinh vào những tháng này thì mới được một chồng một vợ, đó là sanh vào những tháng 1, 5 và 12 âm lịch. Gia đạo, công danh, gia đạo được yên vui, không xảy ra những đau buồn hay nhiều khổ tâm. Công danh tuổi nhỏ lên bổng xuống trầm, nhưng khi tuổi lớn thì có danh và có tên tuổi với xã hội. Sự nghiệp phát triển mạnh mẽ từ lúc tuổi ngoài 30 trở đi. Tiền bạc đầy đủ, không bao giờ có sự thiếu thốn như mọi kẻ khác. Những tuổi hợp làm ăn, những tuổi này rất hợp với tuổi Ất Tỵ trong sự làm ăn, đó là các tuổi Đinh Mùi, Canh Tuất, Quý Sửu. Ba tuổi này rất hợp với bạn trong mọi khía cạnh của công danh cũng như về tài lộc. Lựa chọn vợ, chồng, những tuổi này rất hợp về việc kết duyên và thúc đẩy cuộc sống lên đến mức độ cao của tài lộc và danh vọng, đó là các tuổi Đinh Mùi, Canh Tuất, Quý Sửu, Giáp Thìn. Những tuổi này với Ất Tỵ nếu kết duyên được sẽ rất tốt. Những tuổi này nếu bạn kết duyên ăn ở với nhau chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là các tuổi Kỷ Dậu, Ất Mão, Bính Thìn. Nếu kết duyên với những tuổi này, bạn chỉ sống với một cuộc đời nghèo khổ, bần hàn vô cùng, đó là các tuổi Ất Tỵ đồng tuổi, Bính Ngọ, Tân Hợi, Nhâm Tý. Những tuổi này đối với tuổi bạn không hợp về cả hai mặt vật chất lẫn tình cảm. Những năm mà tuổi Ất Tỵ ở trong lớp tuổi này không nên cưới vợ, vì đó là những năm quá xung khắc, gồm có những năm ở vào số tuổi 19, 25, 31, 37 và 43, 49 và 53 tuổi. Sinh vào những tháng này bạn sẽ có nhiều vợ, đó là sinh vào những tháng 2, 3, 6, 7, 8 và 10 âm lịch. Những tuổi đại kỵ, tuổi Ất Tỵ rất đại kỵ với những tuổi này, Mậu Thân, Giáp Dần, Canh Thân, Nhâm Dần. Nên kết hôn có thể sinh ra cảnh tuyệt mạng hay biệt ly. Tuổi Ất Tỵ khi gặp tuổi đại kỵ phải luôn luôn gian giái trời Phật và cúng sao hạn để giải hạn, hàng năm theo sao hạn của mỗi năm thì sẽ được giải hạn. Những năm khó khăn nhất, những năm mà bạn làm ăn khó khăn, tiền tạc thiếu kém vì khắc kỵ, đó là những năm ở vào số tuổi 27, 35, 47 và 53 tuổi. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, tuổi Ất Tỵ xuất hành hợp với những giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn, xuất hành đúng như vậy thì không sợ thất bại và luôn luôn gặp được nhiều may mắn. Năm 2024 đối với những người sinh năm Ất Tỵ 1965 là một năm mang đầy sắc thái của biến động và thử thách, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đồng thời đặt ra những chướng ngại không nhỏ. Trong công việc, quý vị đã không ít lần đối diện với cảm giác bất an khi sự nghiệp liên tục gặp phải những đợt sóng gió, những dự định, kế hoạch tưởng chừng sẽ suôn sẻ thì lại bất ngờ gặp trở ngại, buộc quý vị phải dừng lại để suy nghĩ và tìm hướng giải quyết. Áp lực trong công việc chưa kịp lắng xuống thì những vấn đề về tài chính lại tiếp tục đè nặng, có những lúc quý vị cảm thấy như mình đang phải gánh cả thế giới trên vai. Từng ngày trăn trở về nguồn thu nhập, chi tiêu và những khoản cần phải lo toan cho gia đình, tài lộc dường như trở nên xa vời và điều này đã gây không ít căng thẳng cho quý vị. Không chỉ dừng lại ở đó, gia đạo của quý vị trong năm 2024 cũng không tránh khỏi những mâu thuẫn nhỏ, đôi khi những bất đồng trong suy nghĩ. Quan điểm sống giữa các thành viên gia đình đã khiến không khí trong nhà trở nên nặng nề hơn, một câu nói vô tình, một sự hiểu lầm nhỏ cũng có thể là nguyên nhân khiến tình cảm gia đình bị thử thách. Nhưng thật may, những vấn đề này dù gây ra sự bất ổn đều không quá nghiêm trọng và có thể giải quyết được,
nếu quý vị giữ bình tĩnh và mở lòng để lắng nghe. Tuy nhiên, điều đáng quý và đáng tự hào ở những người tuổi Ất Tỵ chính là sự kiên nhẫn và quyết tâm. Mặc dù gặp phải không ít khó khăn, quý vị luôn biết cách tự mình vượt qua bằng sự điềm tĩnh và khôn ngoan. Trí tuệ là điểm mạnh của quý vị, không chỉ là sự thông minh trong suy nghĩ mà còn là khả năng phân tích, nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo. Nhờ đó, quý vị đã tìm được những giải pháp sáng suốt, từng bước vượt qua mọi trở ngại, dù khó khăn đến đâu cũng không làm lung lay tinh thần của mình. Quý vị hiểu rằng, mỗi thử thách chính là một bài học. Trong những thời điểm tưởng chừng như tất cả đều chống lại mình, quý vị đã biết cách giữ cho mình một tâm hồn vững chãi, không để những khó khăn trước mắt làm mờ đi tầm nhìn xa hơn, và nhờ vào sự bền bỉ ấy, quý vị đã dần dần vượt qua những tháng ngày đầy giông bão, chuẩn bị cho một giai đoạn tốt đẹp hơn ở phía trước. Từ nay cho đến cuối năm, vận mệnh của tuổi Ất Tỵ sẽ có những bước chuyển mình rực rỡ. Thời gian qua, có thể quý vị đã trải qua nhiều thử thách cam go, nhưng chính nhờ những trải nghiệm đó mà quý vị đã trở nên mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn, công việc từ từ đi vào ổn định, những dự án tưởng chừng như bế tắc giờ đây bắt đầu tìm thấy ánh sáng. Đây là thời điểm mà những nỗ lực không ngừng nghỉ của quý vị trong suốt năm sẽ được đền đáp. Những cơ hội mới sẽ đến và chỉ cần quý vị biết cách nắm bắt, chắc chắn sẽ có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Không chỉ công việc mà cả tài chính cũng sẽ có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt, dòng tiền bắt đầu lưu thông, mang lại cho quý vị cảm giác an tâm hơn về mặt kinh tế. Từ đó những lo lắng trăn trở về tài chính trong thời gian trước dần dần được giải tỏa. Điều này cũng tạo ra tác động tích cực lên các mối quan hệ trong gia đình. Gia đạo sẽ dần trở lại với sự hòa thuận, ấm êm. Những mâu thuẫn nhỏ trước đây sẽ được hóa giải khi các thành viên trong gia đình bắt đầu hiểu và cảm thông với nhau nhiều hơn. Sự gắn kết trong gia đình sẽ được củng cố, giúp quý vị cảm nhận được sự an yên trong tâm hồn. Những tháng cuối năm là thời điểm cực kỳ quan trọng, không chỉ đơn thuần là khoảng thời gian để quý vị tận hưởng thành quả sau những nỗ lực, mà đó còn là cơ hội để quý vị tiến xa hơn trong cả công việc và cuộc sống cá nhân. Cơ hội phát triển sẽ liên tiếp đến với quý vị, và nếu quý vị tận dụng được, không chỉ sự nghiệp mà cả cuộc sống gia đình sẽ có những thay đổi tích cực. Quý vị sẽ cảm thấy rằng mọi thứ trong cuộc đời mình đang dần vào đúng quỹ đạo và những thành tựu mà quý vị khao khát từ lâu sẽ sớm trở thành hiện thực. Cuối năm 2024 không chỉ là lúc quý vị nhìn lại một năm đầy biến động, mà còn là dịp để tự hào về những gì mình đã đạt được. Chính sự kiên định, trí tuệ và lòng quyết tâm không bỏ cuộc đã giúp quý vị đứng vững trước mọi sóng gió. Năm 2024 có thể không dễ dàng, nhưng đó chính là bệ phóng để quý vị vươn tới những thành công lớn lao hơn trong tương lai. Về phương diện sự nghiệp cuối năm 2024, những tháng cuối năm 2024 hứa hẹn là giai đoạn bừng sáng trong sự nghiệp của những người tuổi Ất Tỵ 1965. Sau một thời gian dài đối diện với những biến động, quý vị sẽ bắt đầu cảm nhận rõ sự khởi sắc và ổn định trong công việc. Những khó khăn, trắc trở trước đây sẽ dần lùi xa, nhường chỗ cho những cơ hội mới đầy hứa hẹn. Nếu như đầu năm, mọi kế hoạch dường như bị đình trệ, mọi dự án gặp khó khăn, thì giờ đây từng bước mọi thứ sẽ trở lại đúng quỹ đạo, và đây chính là lúc để quý vị thực sự vươn lên. Thời điểm vàng để khởi sắc sự nghiệp đang đến, và những dự định mà quý vị đã ấp ủ bấy lâu nay giờ có thể bắt đầu triển khai một cách thuận lợi hơn. Quý vị có thể cảm thấy rằng mỗi bước đi giờ đây không còn bị bó buộc bởi những trở ngại như trước. Từng dự án, từng kế hoạch dần được khai thông, tạo ra những thành công ban đầu. Đây chính là thành quả từ sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ suốt thời gian qua, và quý vị xứng đáng nhận được nó. Không chỉ thế, những tháng cuối năm này, quý vị sẽ nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân. Đây có thể là những người đã luôn âm thầm giúp đỡ quý vị trong công việc hoặc những mối quan hệ mới. Những người có tầm ảnh hưởng lớn sẽ xuất hiện và mang đến cho quý vị những lời khuyên hữu ích hoặc cơ hội không ngờ. Sự xuất hiện của quý nhân sẽ là yếu tố quyết định giúp quý vị tiến nhanh hơn trên con đường sự nghiệp. Điều này không chỉ giúp quý vị thoát khỏi những tình huống khó khăn, mà còn mở ra nhiều hướng đi mới đầy triển vọng. Tuy nhiên, bên cạnh sự hỗ trợ từ bên ngoài, yếu tố quan trọng nhất vẫn nằm ở chính bản thân quý vị. Đây là lúc quý vị cần phát huy tối đa sự sáng suốt và tinh thần cầu tiến của mình. Những kế hoạch lớn mà quý vị đã từng phải trì hoãn, giờ là lúc thích hợp để triển khai mạnh mẽ. Đừng ngần ngại thử sức với những dự định lớn lao hơn, mở rộng quy mô công việc hoặc tìm kiếm những lĩnh vực mới để đầu tư.
Sự táo bạo và tự tin sẽ là chìa khóa để quý vị tiến xa hơn và khẳng định vị trí của mình trong lĩnh vực mà quý vị theo đuổi. Cũng trong giai đoạn cuối năm này, công việc của quý vị không chỉ ổn định mà còn có xu hướng mở rộng một cách rõ rệt. Nếu quý vị đang kinh doanh hoặc làm trong lĩnh vực tự do, đây là thời điểm lý tưởng để mở rộng mạng lưới khách hàng hoặc phát triển thêm các mảng kinh doanh mới. Mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ nếu quý vị biết cách tận dụng cơ hội và linh hoạt trong việc điều chỉnh chiến lược. Dù con đường phía trước có thách thức, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần không ngừng học hỏi, quý vị chắc chắn sẽ gặt hái thành công. Đối với những người đang làm việc trong môi trường doanh nghiệp, giai đoạn cuối năm sẽ là thời điểm quý vị nhận được những đánh giá cao từ cấp trên. Những nỗ lực trước đây sẽ được ghi nhận và điều này có thể mở ra cơ hội để quý vị thăng tiến, đảm nhận những vị trí cao hơn hoặc được giao phó những dự án quan trọng hơn. Những ai đang tìm kiếm cơ hội thay đổi công việc cũng sẽ có những cơ hội tốt hơn, với những công việc phù hợp hơn và chế độ đãi ngộ tốt hơn. Dù quý vị đang theo đuổi con đường nào, hãy nhớ rằng tư duy tích cực và khả năng thích nghi nhanh chóng sẽ giúp quý vị tận dụng được mọi cơ hội. Đây không chỉ là thời gian để gặt hái thành công mà còn là dịp để quý vị khẳng định vị thế của mình trong mắt đồng nghiệp, đối tác và cả chính bản thân mình. Kết thúc năm 2024, quý vị sẽ nhận ra rằng những gì đã trải qua không chỉ đơn thuần là khó khăn, mà còn là bài học quý giá giúp quý vị trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn. Sự nghiệp cuối năm của tuổi Ất Tỵ 1965 không chỉ dừng lại ở việc khắc phục khó khăn, mà còn mở ra một tương lai phát triển đầy triển vọng. Với sự kiên định và trí tuệ, quý vị chắc chắn sẽ đạt được những thành công lớn hơn, biến năm 2024 thành một dấu ấn quan trọng trong hành trình sự nghiệp của mình. Phương diện tài lộc. Tài vận của tuổi Ất Tỵ trong những tháng cuối năm 2024 sẽ có những bước chuyển biến vô cùng tích cực. Sau một thời gian dài nỗ lực và kiên trì trong công việc, quý vị sẽ bắt đầu thấy hoa trái của mình nở rộ. Những dự án, khoản đầu tư mà quý vị đã đặt niềm tin vào từ trước, dù ban đầu gặp khó khăn hoặc chưa sinh lợi như mong đợi, giờ đây sẽ bắt đầu mang lại những kết quả rõ rệt. Nguồn thu nhập dần ổn định và tăng trưởng, khiến quý vị cảm thấy nhẹ nhõm hơn về mặt tài chính. Đặc biệt là sau một năm đầy biến động, những ai đã tham gia và kinh doanh sẽ nhận thấy công việc của mình dần thuận buồm xuôi gió. Các giao dịch tài chính, hợp đồng, mối quan hệ làm ăn cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn, tạo điều kiện để gia tăng nguồn thu. Đây là thời điểm mà quý vị có thể nhìn thấy rõ ràng sự nỗ lực, công sức của mình đã được đền đáp một cách xứng đáng. Dòng tiền từ các khoản đầu tư hoặc kinh doanh mà quý vị đã từng dành rất nhiều tâm huyết giờ đây bắt đầu sinh lời. Những người có tầm nhìn dài hạn, biết kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, giờ sẽ gặt hái những thành quả tài chính đáng kể. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui khi tài lộc khởi sắc, quý vị cũng cần giữ cho mình một tâm thế cẩn trọng. Đây là thời điểm mà việc quản lý tài chính trở nên vô cùng quan trọng khi tiền bạc bắt đầu chảy vào. Đôi khi sự phấn khích có thể dẫn đến những quyết định chi tiêu không hợp lý. Quý vị có thể bị cuốn vào những khoản mua sắm không cần thiết hoặc các dự án đầu tư mạo hiểm mà chưa được cân nhắc kỹ lưỡng. Điều này dễ khiến tài chính hao hụt dù ban đầu tài lộc có tăng trưởng mạnh mẽ. Chính vì vậy trong giai đoạn này, điều quan trọng nhất là quý vị cần duy trì sự kiềm chế và tỉnh táo trong việc chi tiêu. Lập kế hoạch tài chính cụ thể sẽ là một bước quan trọng để đảm bảo rằng tài lộc quý vị đang có không chỉ dừng lại ở việc tích lũy, mà còn được quản lý và sử dụng một cách khôn ngoan. Hãy đặt ra những mục tiêu dài hạn, cân nhắc kỹ lưỡng trước mỗi quyết định đầu tư, tránh bị cám dỗ bởi những cơ hội thoáng qua hoặc các dự án có vẻ hứa hẹn nhưng rủi ro cao. Thực tế, việc quý vị đang có trong tay nguồn tài lộc dồi dào có thể trở thành con dao hai lưỡi nếu không được sử dụng một cách hợp lý. Ngoài ra, quý vị cũng cần dành thời gian để xem xét lại các khoản chi tiêu trong gia đình. Mặc dù tài chính đang dồi dào, nhưng không nên lãng phí vào những điều không thực sự cần thiết. Hãy chú ý đến việc tiết kiệm và dự phòng cho những kế hoạch tương lai. Điều này không chỉ giúp bảo toàn tài lộc, mà còn tạo ra một nền tảng tài chính vững chắc, giúp quý vị an tâm hơn trong những bước đi tiếp theo. Những cơ hội mới trong việc kinh doanh hoặc đầu tư có thể sẽ đến vào những tháng cuối năm và quý vị cần tỉnh táo để biết chọn lọc những cơ hội nào thực sự phù hợp với mình. Việc này đòi hỏi sự cẩn trọng, không nên vì những thành công trước mắt mà quên đi những rủi ro tiềm ẩn phía sau. Hãy nhớ rằng, tài lộc chỉ thực sự bền vững khi quý vị biết cách giữ gìn và phát triển nó một cách hợp lý. Trong môi trường làm việc, nếu quý vị đang giữ những vị trí quản lý hoặc điều hành, đây là thời điểm để xây dựng một chiến lược tài chính dài hạn.
đặt ra những mục tiêu phát triển cho công ty, đồng thời duy trì chỉ sự cân bằng giữa việc tăng cường lợi nhuận và đảm bảo chất lượng công việc. Sự quản lý chặt chẽ, minh bạch trong tài chính sẽ giúp quý vị không chỉ giữ được tài lộc hiện tại, mà còn tạo điều kiện cho sự phát triển trong tương lai. Nhìn chung, cuối năm 2024, tài vận của tuổi Ất Tỵ sẽ mang đến nhiều niềm vui và sự hài lòng. Tuy nhiên, hãy luôn nhớ rằng tài lộc chỉ thực sự phát huy giá trị khi quý vị biết cách quản lý nó một cách thông minh và có chiến lược. Đây không chỉ là thời điểm để tận hưởng những thành quả mà còn là giai đoạn để quý vị xây dựng nền móng vững chắc cho tương lai, đảm bảo rằng tài chính của mình luôn ổn định và phát triển bền vững trong những năm tới. Phương diện sức khỏe. Về phương diện sức khỏe, quý vị tuổi Ất Tỵ 1965 có thể cảm nhận được sự ổn định trong những tháng cuối năm 2024, nhưng vẫn không thể chủ quan. Dù nhìn chung thể trạng quý vị vẫn duy trì ở mức khá tốt, nhưng có một số vấn đề cần đặc biệt chú ý, đặc biệt liên quan đến hệ tiêu hóa và hệ thần kinh. Hệ tiêu hóa có thể là một trong những bộ phận nhạy cảm nhất của cơ thể quý vị trong giai đoạn này. Công việc bận rộn, áp lực cuộc sống có thể khiến quý vị dễ bỏ qua việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, những thói quen như ăn uống không điều độ, ăn nhanh hoặc sử dụng thực phẩm không tốt cho sức khỏe, có thể gây ra các vấn đề tiêu hóa như đầy hơi, khó tiêu hoặc thậm chí là viêm loét dạ dày. Để giữ gìn sức khỏe tốt, quý vị cần chú trọng hơn đến việc ăn uống khoa học, bổ sung đủ chất xơ, hạn chế sử dụng các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ, cay nóng và các loại đồ uống có cồn. Một chế độ ăn uống cân bằng không chỉ giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, mà còn giúp quý vị có năng lượng và tinh thần tốt hơn để đối diện với mọi thách thức. Bên cạnh đó, hệ thần kinh của quý vị cũng là một lĩnh vực cần được quan tâm trong những tháng cuối năm. Cuộc sống hiện đại với nhịp sống hối hả, công việc dồn dập dễ khiến quý vị rơi vào trạng thái stress hoặc căng thẳng kéo dài. Những áp lực trong công việc, trách nhiệm gia đình và các mối quan hệ xã hội nếu không được giải tỏa kịp thời, có thể khiến quý vị dễ gặp phải những vấn đề như mất ngủ, đau đầu hoặc mệt mỏi kéo dài. Đây là dấu hiệu cho thấy tinh thần quý vị đang quá tải và cần một thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn. Việc duy trì một lối sống lành mạnh sẽ là chìa khóa giúp quý vị cân bằng lại cơ thể và tinh thần. Đừng quên rằng, sức khỏe không chỉ đến từ việc ăn uống mà còn cần chế độ sinh hoạt hợp lý. Hãy cố gắng thiết lập cho mình một lịch trình sinh hoạt ổn định, đi ngủ đúng giờ và ngủ đủ giấc. Giấc ngủ chất lượng sẽ giúp cơ thể quý vị phục hồi sau một ngày dài căng thẳng, đồng thời cải thiện khả năng tập trung và hiệu suất làm việc vào ngày hôm sau. Nếu quý vị thường xuyên rơi vào trạng thái khó ngủ, mất ngủ, hãy thử tìm kiếm các biện pháp thư giãn tinh thần như thiền, yoga hoặc các bài tập thở sâu để giảm căng thẳng. Tập thể dục cũng là một yếu tố quan trọng giúp quý vị duy trì thể trạng tốt. Đối với tuổi Ất Tỵ, việc rèn luyện thể chất không cần quá gắt gao, nhưng cần phải duy trì đều đặn. Những bài tập như đi bộ, bơi lộn hoặc yoga sẽ rất phù hợp để giữ cho cơ thể linh hoạt, đồng thời giúp tăng cường sức đề kháng và làm giảm căng thẳng. Chỉ cần dành ra 30 phút mỗi ngày để vận động, quý vị sẽ cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, khỏe khoắn hơn và tinh thần cũng thoải mái, tươi mới hơn. Ngoài ra, quý vị cũng nên dành thời gian để kiểm tra sức khỏe định kỳ, đừng đợi đến khi cơ thể có dấu hiệu rõ rệt mới đi khám, mà hãy chủ động theo dõi sức khỏe của mình thường xuyên. Điều này giúp quý vị phát hiện sớm những vấn đề tiềm ẩn và có phương pháp điều trị kịp thời. Cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi là yếu tố quan trọng để giữ sức khỏe và đôi khi chỉ cần một chuyến đi ngắn để thư giãn cũng đủ giúp quý vị nạp lại năng lượng, sẵn sàng đối diện với những tháng cuối năm đầy thử thách. Cuối năm, khi công việc và tài chính bắt đầu ổn định, quý vị có thể dễ dàng rơi vào trạng thái chủ quan và lơ là việc chăm sóc bản thân. Tuy nhiên đừng quên rằng, sức khỏe vẫn là tài sản quý giá nhất mà quý vị cần bảo vệ. Một thể trạng tốt không chỉ giúp quý vị đạt được nhiều thành công trong công việc, mà còn giúp cuộc sống cá nhân trở nên ý nghĩa và hạnh phúc hơn. Hãy luôn nhớ rằng, thành công chỉ thực sự trọn vẹn khi quý vị có một cơ thể khỏe mạnh và tinh thần thư thái. Cuối năm 2024, sức khỏe của quý vị sẽ ổn định nếu quý vị biết lắng nghe cơ thể, duy trì thói quen sống lành mạnh và quan tâm đến những dấu hiệu dù là nhỏ nhất của cơ thể. Việc quản lý tốt cả về mặt thể chất lẫn tinh thần sẽ giúp quý vị không chỉ đạt được thành công trong công việc, mà còn duy trì được cuộc sống cân bằng, an lành trong những năm tới. Phương diện tình cảm gia đạo.
Trong những tháng cuối năm 2024, phương diện gia đạo của quý vị tuổi Ất Tỵ 1965 sẽ có những bước chuyển biến tích cực sau một năm với nhiều thăng trầm trong cuộc sống và sự nghiệp. Không thể tránh khỏi những thời điểm gia đình có phần xáo trộn hoặc căng thẳng. Tuy nhiên, nhờ sự kiên nhẫn và thấu hiểu, quý vị sẽ thấy rằng gia đình mình dần trở nên hòa thuận và ấm áp hơn. Đôi khi, trong cuộc sống hàng ngày, những bất đồng nhỏ là điều khó tránh. Những áp lực từ công việc, tài chính hay những lo toan trong cuộc sống có thể dẫn đến những cuộc tranh luận, hiểu lầm giữa các thành viên, có thể là giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái, hoặc giữa những thành viên khác trong gia đình. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là cách quý vị xử lý những mâu thuẫn đó. Nếu như quý vị biết cách nhường nhịn và lắng nghe nhau, mọi vấn đề sẽ dần được giải quyết một cách êm đẹp. Nhường nhịn không có nghĩa là chịu đựng, mà là tìm cách để hiểu được quan điểm của người khác, đặt mình vào vị trí của đối phương để nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo hơn. Mỗi người trong gia đình đều có những suy nghĩ, cảm xúc riêng và chỉ cần một chút thời gian lắng nghe, quý vị sẽ thấy rằng mâu thuẫn không còn quá lớn như ban đầu. Những tranh cãi nhỏ có thể hóa giải khi cả hai bên sẵn lòng thấu hiểu và chia sẻ. Chính sự nhẫn nhịn và tinh thần khoan dung sẽ giúp quý vị gìn giữ được bình yên trong tổ ấm của mình. Trong những tháng cuối năm, quý vị sẽ nhận ra rằng gia đình là nền tảng vững chắc giúp mình vượt qua mọi khó khăn. Khi ngoài kia, công việc có thể vẫn còn những thử thách, tài chính có thể đôi lúc gây áp lực, thì chính tình cảm gia đình sẽ là chỗ dựa tinh thần lớn nhất. Quý vị có thể tìm thấy sự bình yên và an ủi từ những người thân yêu. Đôi khi, chỉ cần một buổi tối sum họp bên bữa cơm ấm cúng, một cuộc trò chuyện vui vẻ với người thân, tất cả những căng thẳng và mệt mỏi sẽ như được giải tỏa. Gia đạo không chỉ là nơi để nghỉ ngơi, mà còn là nguồn động lực lớn lao giúp quý vị tiếp tục nỗ lực trong công việc và cuộc sống. Khi các mối quan hệ trong gia đình trở nên hòa thuận, quý vị sẽ cảm thấy yên tâm hơn và có thể dành toàn bộ tinh thần cho những dự định lớn lao. Mọi thành viên trong gia đình cũng sẽ dần gắn kết hơn, cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và đồng hành trong mọi thử thách. Bên cạnh đó, gia đình cũng là nơi để quý vị học cách cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và công việc. Dù sự nghiệp có quan trọng đến đâu thì gia đình vẫn luôn là điều quý giá nhất. Đừng quên dành thời gian để chăm sóc, yêu thương những người thân yêu, bởi điều này không chỉ mang lại hạnh phúc cho gia đình, mà còn giúp quý vị cảm thấy trọn vẹn và ý nghĩa hơn trong cuộc sống. Những hành động nhỏ như chia sẻ công việc nhà, lắng nghe những tâm tư của nhau hoặc cùng nhau trải qua những hoạt động giải trí đơn giản như xem phim, đi dạo sẽ giúp tình cảm gia đình thêm khăng khít. Những tháng cuối năm cũng là dịp để quý vị và gia đình nhìn lại một năm đã qua, cùng nhau tổng kết và rút ra những bài học quý giá. Đây có thể là thời điểm để quý vị và các thành viên trong gia đình ngồi lại với nhau, chia sẻ về những mong muốn, kế hoạch cho tương lai, những dự định chung như sửa sang nhà cửa, tổ chức những chuyến du lịch gia đình hay những hoạt động kết nối khác sẽ giúp quý vị thêm gắn bó với nhau. Đối với những ai đang gặp phải mâu thuẫn kéo dài trong gia đình, cuối năm là thời điểm để hóa giải và hàn gắn, dù mâu thuẫn có sâu sắc đến đâu. Chỉ cần quý vị có lòng bao dung và sẵn sàng ngồi xuống, thẳng thắn chia sẻ, mọi vấn đề đều có thể tìm ra cách giải quyết. Đôi khi, những lời xin lỗi chân thành hoặc một hành động nhỏ thể hiện sự quan tâm có thể tạo ra sự khác biệt lớn, giúp quý vị và người thân xích lại gần nhau hơn. Tóm lại, cuối năm 2024, phương diện gia đạo của quý vị sẽ trở nên bình yên và ấm áp hơn nếu quý vị biết cách duy trì sự hài hòa trong gia đình. Hãy luôn nhớ rằng, tình cảm gia đình là điều quý giá nhất và việc giữ gìn, nuôi dưỡng nó chính là chìa khóa mang lại hạnh phúc và sự cân bằng trong cuộc sống. Khi gia đình hòa thuận, quý vị sẽ cảm thấy cuộc sống thêm phần an vui và tràn đầy năng lượng để bước tiếp vào những năm tới. Tử vi các tháng cuối năm 2024, từ tháng 10 đến tháng 12 âm lịch. Tử vi tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi. Tháng 10 âm lịch năm 2024 dự báo sẽ là thời điểm tài vận khởi sắc đối với quý vị tuổi Ất Tỵ 1965. Sau một thời gian chờ đợi và tích lũy, cuối cùng, quý vị cũng sẽ thấy kết quả khả quan trong công việc và tài chính. Những nỗ lực mà quý vị đã đầu tư vào các dự án trước đây, dù lớn hay nhỏ sẽ bắt đầu mang lại lợi nhuận và nguồn thu nhập ổn định. Đây là một trong những tháng may mắn nhất trong năm, đặc biệt về phương diện tài chính, công việc của quý vị sẽ dần ổn định và những khó khăn gặp phải trước đó sẽ được giải quyết một cách suôn sẻ. Điều này mang lại không chỉ sự yên tâm mà còn giúp quý vị có thêm niềm tin vào những kế hoạch tương lai. Nếu trong thời gian qua,
quý vị đã đầu tư nhiều thời gian và công sức vào một dự án nào đó, tháng này sẽ là thời điểm gặt hái thành quả. Những khoản lợi nhuận đến từ các hợp đồng, dự án kinh doanh hay thậm chí là các công việc tự do đều mang lại cho quý vị sự dư giả tài chính. Ngoài ra, tháng này cũng là giai đoạn quý vị nên cân nhắc đến việc mở rộng quy mô công việc hoặc đầu tư thêm vào các dự án mới, nếu có cơ hội hợp tác hoặc mở rộng. Đây là thời điểm vàng để quý vị tiến hành những quyết định trong tháng 10 âm lịch, nếu được thực hiện một cách cẩn trọng và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sẽ mang lại những kết quả tích cực về lâu dài. Tuy nhiên, đừng quá nóng vội mà quên đi yếu tố rủi ro. Mọi quyết định cần được xem xét dựa trên tình hình thực tế và tiềm năng của dự án. Lĩnh vực kinh doanh cũng sẽ có những chuyển biến đáng kể. Đối với những quý vị đang kinh doanh hoặc buôn bán, tháng này sẽ chứng kiến sự tăng trưởng doanh thu rõ rệt. Khách hàng cũ quay trở lại, các mối quan hệ đối tác được củng cố và thậm chí có thể xuất hiện những khách hàng mới mang lại hợp đồng béo bở. Đây là lúc quý vị cần tận dụng tối đa các mối quan hệ hiện có, mở rộng mạng lưới kinh doanh để đón nhận thêm cơ hội. Trong khi vận may tài chính đang đến, quý vị cần phải duy trì cách quản lý tài chính thông minh. Việc thu lợi nhiều cũng đi kèm với những rủi ro chi tiêu không cần thiết và đôi khi quá lạc quan về tình hình tài chính có thể dẫn đến những quyết định mạo hiểm. Vì thế hãy chắc chắn rằng, quý vị vẫn giữ được sự cân bằng trong chi tiêu, không nên dung tay quá tráng, đặc biệt với những khoản đầu tư hoặc chi tiêu không có kế hoạch rõ ràng. Tích lũy tài chính cho những tháng cuối năm cũng là một lựa chọn khôn ngoan, bên cạnh việc mở rộng quy mô kinh doanh. Đây cũng là thời gian thích hợp để học hỏi thêm kiến thức về tài chính và đầu tư, nếu quý vị đang cân nhắc tham gia vào các dự án đầu tư mới. Đừng ngại dành thời gian tìm hiểu và cập nhật thông tin. Kiến thức tài chính luôn là yếu tố quan trọng giúp quý vị đưa ra những quyết định đúng đắn, giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Ngoài công việc và tài chính, mối quan hệ xã hội của quý vị cũng có những bước tiến tích cực. Tháng này, quý vị sẽ có cơ hội mở rộng quan hệ, gặp gỡ nhiều người có cùng mục tiêu và hướng đi trong công việc. Đó có thể là những quý nhân sẽ giúp đỡ quý vị trong các dự án sắp tới hoặc là những người mang lại những cơ hội hợp tác bất ngờ. Sự mở lòng và sẵn sàng kết nối sẽ giúp quý vị tạo ra nhiều cơ hội phát triển hơn nữa. Gia đạo trong tháng 10 âm lịch cũng sẽ tiếp tục duy trì sự hòa thuận và bình yên, dù công việc có bận rộn đến đâu. Hãy cố gắng dành thời gian cho gia đình, sự ủng hộ từ những người thân yêu sẽ tiếp thêm động lực và tinh thần cho quý vị trong những dự định sắp tới. Đây cũng là dịp để quý vị và gia đình tận hưởng thành quả của sự cố gắng trong suốt năm qua. Một chuyến du lịch ngắn hoặc những hoạt động chung trong gia đình sẽ giúp thắt chặt tình cảm, mang lại niềm vui và sự ấm áp. Tuy nhiên, quý vị cũng cần lưu ý đến sức khỏe trong tháng này. Dù công việc có thuận lợi và tài chính ổn định, hãy chú ý đến việc duy trì lối sống lành mạnh và nghỉ ngơi đầy đủ. Đừng vì công việc bận rộn mà lơ là việc chăm sóc sức khỏe. Bởi khi có sức khỏe tốt, quý vị mới có thể tiếp tục đạt được những thành tựu mới. Tóm lại, tháng 10 âm lịch của tuổi Ất Tỵ 1965 là thời gian dưỡng tài và mang lại nhiều cơ hội mới trong công việc. Những khoản thu nhập từ các dự án và kinh doanh sẽ giúp quý vị cảm thấy dư giả và an tâm hơn về mặt tài chính. Hãy tận dụng thời gian này để mở rộng quy mô, đầu tư vào những dự án mới và xây dựng nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Tuy nhiên, cần nhớ rằng, quản lý tài chính và giữ gìn sức khỏe vẫn là hai yếu tố quan trọng giúp quý vị thành công một cách toàn diện. Tử vi tháng 11 âm lịch, tháng Bính Tý. Tháng 11 âm lịch năm 2024 sẽ mang đến cho tuổi Ất Tỵ 1965 một luồng gió mới đầy tích cực và may mắn. Đây không chỉ là thời điểm tài vận khởi sắc, mà còn là giai đoạn mà quý vị sẽ nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân, giúp mọi việc trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết dù có những thử thách trước đó. Tháng này sẽ cho thấy rằng sự kiên trì và nỗ lực của quý vị đã được đền đáp xứng đáng. Trong công việc, quý vị sẽ gặp được những cơ hội tốt lành, những dự án và hợp tác mà trước đây có thể còn mờ mịt, giờ đây trở nên rõ ràng và khả thi. Đây là thời điểm lý tưởng để quý vị mạnh dạn nắm bắt các cơ hội, dù lớn hay nhỏ, bởi chúng có thể mang lại những thành tựu to lớn. Hãy tin vào khả năng của mình và không ngần ngại tiến về phía trước. Sự tự tin sẽ là chìa khóa giúp quý vị tỏa sáng và ghi điểm trong mắt đồng nghiệp cũng như cấp trên. Quý vị cũng nên chú ý đến việc xây dựng mối quan hệ với những người xung quanh, đặc biệt là những người có thể giúp đỡ quý vị trong công việc. Những mối quan hệ xã hội được mở rộng sẽ là cầu nối giúp quý vị tiếp cận được nhiều cơ hội hơn nữa. Hãy nhớ rằng,
Không chỉ có khả năng chuyên môn mà kỹ năng giao tiếp và tinh thần hợp tác cũng vô cùng quan trọng trong giai đoạn này. Tận dụng tốt các buổi họp mặt, sự kiện hay chỉ đơn giản là những cuộc trò chuyện ngẫu nhiên cũng có thể mang lại cho quý vị những cơ hội không thể ngờ tới. Bên cạnh công việc, tháng này cũng có thể sẽ mang lại cho quý vị những thông tin quý giá từ những người bạn hoặc đồng nghiệp. Những lời khuyên và gợi ý từ họ có thể giúp quý vị điều chỉnh chiến lược hoặc hướng đi, từ đó nâng cao khả năng thành công. Hãy mở lòng và lắng nghe những gì người khác chia sẻ. Đôi khi một cái nhìn mới có thể mở ra một con đường khác mà quý vị chưa từng nghĩ đến. Tài chính trong tháng 11 cũng có nhiều điểm sáng. Những khoản thu nhập từ công việc dự án hoặc các khoản đầu tư trước đó sẽ tiếp tục đổ về, giúp quý vị có thêm nguồn lực để phát triển thêm các dự án mới. Đây là thời điểm tuyệt vời để đầu tư hoặc mở rộng quy mô kinh doanh nếu quý vị đã có ý định tham gia vào các lĩnh vực mới. Tháng này rất thích hợp để triển khai và hiện thực hóa các kế hoạch đó. Tuy nhiên, trong khi mọi thứ có vẻ suôn sẻ, quý vị cũng nên nhớ rằng cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi quyết định quan trọng. Tránh những quyết định mạo hiểm chỉ dựa trên cảm xúc nhất thời. Hãy luôn phân tích kỹ lưỡng và cân nhắc trước khi hành động, vì thành công bền vững chỉ đến từ những lựa chọn thông minh. Về gia đạo, tháng này sẽ là thời gian tuyệt vời để thắt chặt tình cảm và hòa hợp trong gia đình. Các thành viên sẽ dễ dàng chia sẻ, thấu hiểu lẫn nhau hơn, giúp không khí gia đình trở nên ấm cúng và yêu thương. Những hoạt động chung như cùng nhau đi chơi hay tham gia vào các bữa tiệc gia đình sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ và tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ. Hãy dành thời gian để lắng nghe và chia sẻ những câu chuyện của nhau. Có thể những chia sẻ này sẽ giúp quý vị tìm ra hướng đi mới trong công việc hoặc thậm chí là trong cuộc sống cá nhân. Tình cảm gia đình sẽ trở thành động lực lớn giúp quý vị vượt qua mọi khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Tuy nhiên, trong lúc tận hưởng những điều tốt đẹp, quý vị cũng đừng quên chăm sóc cho sức khỏe của bản thân. Dù có những thành công và niềm vui, nhưng sức khỏe luôn là tài sản quý giá nhất. Hãy duy trì một lối sống lành mạnh, chú ý đến chế độ dinh dưỡng và thường xuyên vận động. Một cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp quý vị có đủ năng lượng để theo đuổi những đam mê và mục tiêu trong cuộc sống. Tóm lại, tháng 11 âm lịch sẽ là một thời gian thịnh vượng và may mắn cho tuổi Ất Tỵ 1965. Những cơ hội tốt trong công việc, sự hỗ trợ từ quý nhân cùng với sự hòa thuận trong gia đình sẽ tạo nên một bức tranh tươi sáng cho quý vị. Hãy mạnh dạn nắm bắt những cơ hội này và tiếp tục tiến về phía trước với niềm tin vào chính mình và những gì mình đang theo đuổi. Tử vi tháng 12 âm lịch, tháng Đinh Sửu. Tháng 12 âm lịch năm 2024, tháng cuối cùng của năm sẽ mang đến cho tuổi Ất Tỵ 1965 những niềm vui trọn vẹn và cảm giác hạnh phúc, viên mãn. Đây là thời gian để quý vị tổng kết những thành quả đạt được trong suốt một năm làm việc chăm chỉ, đồng thời là cơ hội để tận hưởng những điều tốt đẹp nhất bên gia đình và người thân. Gia đình sẽ trở thành nơi ấm áp nhất trong tháng này. Những bữa cơm đoàn viên, những phút giây quây quần bên nhau sẽ tạo ra không khí hạnh phúc, gắn kết tình cảm giữa các thành viên. Đây cũng là thời điểm mà quý vị có thể chia sẻ những câu chuyện, những kỷ niệm đáng nhớ trong năm qua, tạo nên những giây phút khó quên. Sự đoàn viên trong gia đình không chỉ mang lại niềm vui, mà còn tạo ra sự hỗ trợ tinh thần mạnh mẽ cho quý vị, giúp quý vị bước vào năm mới với tâm thế tốt nhất. Tài lộc cũng sẽ dồi dào trong tháng này. Những khoản thu nhập từ công việc hay các khoản đầu tư trước đó sẽ tiếp tục mang lại nguồn tài chính ổn định. Quý vị có thể nhận được những món quà bất ngờ hoặc những khoản tiền thưởng từ những nỗ lực trong năm qua. Điều này không chỉ giúp quý vị trang trải cho những kế hoạch chuẩn bị cho Tết, mà còn tạo điều kiện để tổ chức một cái Tết trọn vẹn và đủ đầy cho gia đình. Hãy tận dụng thời gian này để chi tiêu hợp lý, mua sắm những món quà ý nghĩa cho người thân, chuẩn bị những bữa tiệc tương tất và không quên dành một chút cho bản thân. Tết là dịp để mọi người cùng nhau tận hưởng và những gì quý vị làm trong tháng này sẽ góp phần tạo nên một bầu không khí ấm áp và đầy yêu thương. Công việc trong tháng 12 cũng có nhiều dấu hiệu khả quan, những kế hoạch còn dang dở sẽ có cơ hội hoàn thành trước khi năm mới đến. Quý vị có thể được giao thêm những nhiệm vụ quan trọng và nếu làm tốt, điều này sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển trong năm tiếp theo. Hãy thể hiện năng lực và sự nhiệt huyết của mình, bởi những cố gắng này không chỉ giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên, mà còn mở ra cánh cửa cho những dự án lớn trong tương lai. Trong tháng cuối cùng này, quý vị cũng nên dành thời gian để xem xét và đánh giá những gì đã đạt được và những gì cần cải thiện. Đây là thời điểm tuyệt vời để quý vị đưa ra những mục tiêu mới cho năm tới.
Hãy suy nghĩ về những gì bạn muốn đạt được và lập kế hoạch để hiện thực hóa chúng. Việc xác định rõ ràng mục tiêu sẽ giúp quý vị bắt đầu năm mới một cách mạnh mẽ và tự tin hơn. Tuy nhiên, đừng quên chăm sóc cho sức khỏe của mình trong suốt tháng này. Với các bữa tiệc và lễ hội sắp tới, hãy đảm bảo rằng quý vị vẫn duy trì một lối sống lành mạnh và cân bằng. Duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, thường xuyên vận động sẽ giúp quý vị giữ được sức khỏe tốt để tận hưởng trọn vẹn những ngày lễ. Cuối cùng, trong tháng 12 âm lịch, hãy dành thời gian để thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Đời sống không chỉ là công việc và thành công, mà còn là những khoảnh khắc đáng nhớ bên người thân, là những kỷ niệm vui vẻ cùng bạn bè. Hãy để bản thân được thả lỏng, tận hưởng những điều giản dị và tìm thấy niềm vui từ những điều nhỏ bé. Tóm lại, tháng 12 âm lịch sẽ là một giai đoạn vui vẻ và viên mãn cho tuổi Ất Tỵ 1965 với sự đoàn viên trong gia đình, tài lộc dồi dào và cơ hội phát triển trong công việc. Quý vị sẽ có một cái Tết thật sự ý nghĩa và trọn vẹn. Hãy đón chào tháng mới với tâm hồn rộng mở và tràn đầy hy vọng để bước vào năm mới với nhiều cơ hội và thành công hơn nữa. Cách hóa giải vận hạn cuối năm 2024. Khi năm 2024 dần khép lại, tuổi Ất Tỵ 1965 có thể sẽ phải đối mặt với một số vận hạn nhất định. Để hóa giải những khó khăn và tạo điều kiện cho những điều tốt đẹp đến với mình, quý vị cần chú trọng đến một số yếu tố phong thủy và tâm linh quan trọng. Phong thủy nhà cửa chính là yếu tố then chốt đầu tiên. Một không gian sống hài hòa, sạch sẽ và được bài trí hợp lý sẽ mang lại nhiều tài lộc và sức khỏe cho gia đình. Quý vị nên xem xét lại cách bài trí nội thất trong nhà, đặc biệt là các khu vực như phòng khách và phòng ngủ. Đảm bảo rằng ánh sáng tự nhiên có thể tràn vào và không gian không bị bừa bộn sẽ giúp thu hút năng lượng tích cực. Ngoài ra, việc sử dụng cây xanh và các vật phẩm phong thủy như tượng Phật, bể cá hay đá quý cũng có thể tăng cường vận khí cho gia đình. Lễ cúng tổ tiên cũng là một phần không thể thiếu trong việc hóa giải vận hạn. Việc cúng bái không chỉ là hành động thể hiện lòng biết ơn đối với tổ tiên, mà còn là cơ hội để cầu xin sự che chở và bảo vệ cho gia đình vào các dịp lễ lớn như Tết Nguyên Đán hay Giỗ Tổ. Quý vị nên chuẩn bị lễ cúng chu đáo với các món ăn truyền thống và hoa quả tươi ngon. Hãy dành thời gian để thành tâm cầu nguyện và nhớ về nguồn cội của mình. Bên cạnh đó, làm từ thiện và giúp đỡ những người khó khăn cũng là một trong những cách hóa giải vận hạn hiệu quả. Hành động này không chỉ mang lại phước lành cho bản thân, mà còn góp phần tạo dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Quý vị có thể tham gia các hoạt động tình nguyện, quyên góp quần áo, sách vở cho trẻ em nghèo hoặc đơn giản là dành thời gian thăm hỏi những người có hoàn cảnh khó khăn xung quanh. Hãy nhớ rằng, khi ta cho đi, ta cũng sẽ nhận lại được nhiều hơn thế. Những hành động thiện nguyện không chỉ làm cho người khác vui vẻ, mà còn giúp chính bản thân mình cảm thấy thanh thản và bình an hơn. Một yếu tố quan trọng không kém chính là giữ cho tâm hồn thanh tịnh. Trong cuộc sống bận rộn hiện đại, đôi khi chúng ta dễ bị cuốn vào những lo toan và áp lực. Để hóa giải vận hạn, quý vị cần tìm cách giữ cho tâm hồn được bình yên, từ đó mới có thể nhìn nhận mọi vấn đề một cách sáng suốt. Các phương pháp như thiền định, tập yoga hoặc đơn giản chỉ là đi dạo trong thiên nhiên sẽ giúp quý vị xoa dịu tâm trí và nạp lại năng lượng tích cực. Cuối cùng, duy trì sự lạc quan cũng là một chìa khóa quan trọng để đón nhận những điều tốt đẹp. Dù cuộc sống có đôi lúc khó khăn, nhưng nếu quý vị giữ được niềm tin vào bản thân và vào những điều tốt đẹp đang chờ đợi phía trước, mọi khó khăn sẽ chỉ là những bài học quý giá. Hãy ghi nhớ rằng, mỗi ngày là một cơ hội mới để khởi đầu, để thay đổi và để phát triển. Tóm lại, để hóa giải vận hạn cuối năm 2024, quý vị cần chú trọng đến phong thủy, tổ chức lễ cúng tổ tiên trang trọng, thực hiện các hoạt động từ thiện, duy trì tâm hồn thanh tịnh và giữ vững tinh thần lạc quan. Khi tâm hồn được thanh lọc và môi trường sống được cải thiện, quý vị sẽ dễ dàng vượt qua mọi khó khăn và đón nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Thưa quý anh chị, cổ nhân luôn dạy rằng bình tĩnh là chìa khóa để giải quyết mọi khó khăn. Câu nói này không chỉ đơn thuần là một triết lý sống, mà còn là một phương châm quý báu mà tuổi Ất Tỵ 1965 cần ghi nhớ trong hành trình vượt qua thử thách. Trong những lúc khó khăn, việc giữ bình tĩnh và suy xét kỹ lưỡng trước khi hành động không chỉ giúp quý vị tránh được những sai lầm không đáng có, mà còn mở ra con đường dẫn đến thành công. Phật dạy rằng, khi tâm hồn bình lặng, mọi khó khăn sẽ dần tan biến trong dòng chảy của cuộc sống. Chúng ta không thể tránh khỏi những thử thách và biến cố,
Nhưng thay vì vội vàng đối mặt với mọi vấn đề, quý vị hãy tập thói quen giữ lòng bình tĩnh. Thực tế cho thấy, khi quý vị cho phép bản thân có thời gian để bình tĩnh, để phân tích mọi thứ một cách thấu đáo, những quyết định mà quý vị đưa ra sẽ sáng suốt hơn. Sự bình tĩnh như một chiếc la bàn, giúp quý vị định hướng và nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn. Khi tâm trí tĩnh lặng, quý vị sẽ dễ dàng phát hiện ra những giải pháp mà trước đó có thể bị che lấp bởi những lo lắng và áp lực. Trong những tháng cuối năm, tuổi Ất Tỵ có thể sẽ phải đối mặt với một số vấn đề phức tạp trong công việc hoặc gia đình. Những cuộc tranh cãi nhỏ hay những khó khăn trong kinh doanh có thể khiến quý vị cảm thấy căng thẳng. Hãy nhớ rằng, sự bình tĩnh chính là chìa khóa để hóa giải mọi khúc mắc. Khi quý vị giữ được sự điềm tĩnh, không chỉ bản thân quý vị trở nên bình an hơn, mà còn tạo ra một bầu không khí hòa hợp cho mọi người xung quanh. Những mâu thuẫn sẽ dễ dàng được giải quyết và các vấn đề sẽ có cơ hội để được nhìn nhận và xử lý theo hướng tích cực. Có một câu chuyện cổ xưa kể về một vị tướng tài ba, người luôn giữ được sự bình tĩnh trong những trận chiến khốc liệt, khi mọi người xung quanh hoang mang và lo lắng. Ông bình thản phân tích tình hình, tìm ra điểm yếu của đối phương và cuối cùng dẫn dắt quân đội của mình đến chiến thắng. Qua câu chuyện này chúng ta thấy rằng, sự bình tĩnh không chỉ là một trạng thái tâm lý mà còn là một phẩm chất cần thiết trong bất kỳ cuộc chiến nào, không chỉ trong chiến trường mà cả trong cuộc sống thường ngày. Ngoài ra, một tâm hồn bình tĩnh còn mang lại sức khỏe tinh thần dẻo dai. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người biết cách cá quản lý cảm xúc, giữ bình tĩnh trong những tình huống căng thẳng, có sức khỏe tốt hơn và ít gặp phải các vấn đề liên quan đến stress. Họ có khả năng tập trung tốt hơn, sáng tạo hơn và đưa ra những quyết định hợp lý trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng, trong những khoảnh khắc khó khăn, khi quý vị cảm thấy mọi thứ dường như vượt quá tầm kiểm soát, hãy dành một chút thời gian để hít thở sâu, lùi lại một bước và quan sát tình hình từ một góc độ khác. Hành động này không chỉ giúp quý vị bình tĩnh lại mà còn mang lại cho quý vị một cái nhìn mới, từ đó tìm ra những giải pháp tốt nhất. Tóm lại, bình tĩnh là một phẩm chất quý giá giúp tuổi Ất Tỵ 1965 vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Khi quý vị giữ được sự bình tĩnh, mọi vấn đề sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn và các giải pháp sẽ tự động hiện ra. Hãy để lời dạy của cổ nhân trở thành ngọn hải đăng dẫn lối cho quý vị trong những tháng cuối năm để đón nhận mọi điều tốt đẹp phía trước với tâm hồn an yên và trí tuệ sắc bén. Tử vi của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 từ nay đến Tết 2025 hứa hẹn mang đến nhiều điều tích cực và khả quan. Những thử thách mà quý vị đã trải qua sẽ dần qua đi, nhường chỗ cho sự thăng tiến trong sự nghiệp, tài lộc và đặc biệt là hạnh phúc trong gia đình. Thời gian sắp tới không chỉ là cơ hội để quý vị phát triển cá nhân, mà còn là lúc để gắn kết những mối quan hệ yêu thương, tạo dựng những kỷ niệm đáng nhớ bên gia đình và bạn bè. Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống, hãy luôn giữ cho tâm hồn mình thanh tịnh và bình yên như một chiếc lá xanh tươi giữa cơn bão. Sự bình tĩnh sẽ giúp quý vị đứng vững trước mọi thử thách, tìm ra những giải pháp tốt nhất cho các vấn đề mà mình gặp phải. Hãy luôn nhớ rằng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, việc giữ vững niềm tin và thái độ lạc quan sẽ là ánh sáng dẫn lối cho quý vị. Nếu quý vị thấy nội dung này hữu ích và thú vị, đừng ngần ngại chia sẻ với bạn bè và người thân của mình. Hãy like, share và đăng ký kênh Minh Đường Tử Vi để không bỏ lỡ những dự đoán tử vi hấp dẫn và những bài học quý giá từ cuộc sống. Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng quý vị trên con đường khám phá tri thức và phát triển bản thân. Chúc quý vị một mùa Tết an khang, thịnh vượng và hạnh phúc bên gia đình. Hãy để mỗi ngày trôi qua đều là những kỷ niệm đẹp và đáng nhớ, và mỗi khoảnh khắc đều là cơ hội để tạo dựng một cuộc sống đầy ý nghĩa. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.